told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quân Búp Vlog nha mọi người. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Kyoto, một địa điểm rất nổi tiếng, đó là một cái làng chài ở Ine no Funaya nha mọi người. Mọi người có thấy là dọc theo cái bờ biển này thì có rất là nhiều cái ngôi nhà mà được mệnh danh là những cái ngôi làng đẹp nhất ở Nhật Bản nha mọi người. Mọi người có thấy là mình có thể ở đây mình có thể đi du lịch bằng thuyền, hay là mình có thể trải nghiệm các cái dịch vụ ở bên đây như là lặn san hô nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ cùng với mọi người sẽ giới thiệu cho mọi người biết là ở Nhật Bản nó có một cái ngôi làng rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau giới thiệu cho mọi người biết về ở đây nó có những cái địa điểm gì nổi tiếng nha mọi người. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng với Quân để đi mà khám phá nha. Mọi người thấy là mình có thể đi thuyền nha mọi người. Thì mọi người có thể đi dọc theo cái tuyến này một sen một người thôi nha mọi người. Thì tàu tấp vào bến thì mình mua vé mình lên đây. Mọi người thấy thì mình cảnh rất là đẹp mọi người. Thì mọi người có thể nhìn thấy là xung quanh đây là có những cái ngôi nhà mà sát bờ biển luôn. Giống rất giống là ở biển Việt Nam mình nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng đi quay những cái điều lý thú ngày hôm nay nha. Rồi mọi người, mình có thể trải nghiệm là các cái đi thuyền ngắm cảnh ngôi làng nha mọi người. Thì bây giờ mình nếu mà mình có đi, lát nữa mình sẽ đi là mình sẽ mua vé là 1 sen nha mọi người. Sen là tầm hôm nay là chưa tới 100 ngàn Việt Nam nha mọi người, 200 ngàn chưa tới. Mọi người thấy là nước ở đây rất là xanh nè, đó, nước rất là trong. Mọi người thấy là thấy rong xung quanh luôn, đấy, một vịnh biển rất là đẹp nha mọi người. Mọi người thấy là ở dưới nè rất là xanh luôn mọi người, nước bảo đảm là rất là sâu nha. Mọi người thấy là rất là xanh, nó xanh đều mà. Bà kè xung quanh bên đây là dọc mấy cái gọi là mấy ngôi nhà. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái quán cà phê rất nổi tiếng ở cái ngôi làng này nha mọi người. Ai làm cái chỗ đứng thì đây là những cái ngôi nhà mang kiến trúc rất là xưa rồi mọi người, cổ kiến. Sát cái bên này là bờ biển, mình ra đây ngắm cảnh. Mình sẽ trải nghiệm mình đi tàu mọi người, mình sẽ cho chim ăn nha mọi người. Chim thường nó sẽ bay theo. Đấy.
góc này mà check in rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, mình ngồi này. Nó rất là xanh đúng không? Ok thì đây là cái view ở bên trong nhà hàng, cái quán cà phê nha mọi người. View rất là đẹp, mình sẽ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài kia là biển mọi người. Là biển. Đấy. Mình sẽ mở cái cửa ra. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người, cái view rất là đẹp. Mình có thể nhìn từ bên ngoài vô bên trong. Đấy. Rất là đông. View rất là đẹp nha. Đấy. Nhìn đâu bên ngoài. Đó. Bên ngoài kia là biển rồi. Sóng vỗ trong này. Rất là đẹp nha mọi người. Hiện tại thì Quân đang đứng ở ngoài chỗ này rất lạnh luôn. Có câu cá mà đây mọi người. Năm nay bắt câu cá. Bây giờ hiện tại mình đang đi ra ngoài cái đường để mà đậu thuyền nha mọi người. Mọi người thấy hôm nay rất là lạnh luôn. Mình mặc áo cọc nên mà tưởng đâu đi biển nó sẽ ấm mọi người. Bên kia có hai bác câu cá. Đấy. Địa điểm check in rất là đẹp luôn nha mọi người. Chụp hình sóng ảo. Là các thanh niên chụp hình sóng ảo này đó. Ok thì cái đường này mình sẽ dẫn ra một cái cầu cát nha mọi người, ngay chỗ cái eo Ine nha mọi người. Thì đây là ngay chỗ người ta bán các đồ lưu. Ok sau khi mình đi ngắm làng cổ thì mình đi ra ngoài bãi biển nha mọi người. Bãi biển thì mình sẽ nướng đồ ăn ở đây. Ở trên bãi biển thì có rất là nhiều vỏ hầu nè. Vỏ hầu, vỏ ốc rất là nhiều. Đấy. Rất là đẹp mọi người. Đấy. Anh em mình đã chuẩn bị một cái địa điểm lý tưởng là có bàn ghế rồi luôn. Bên kia là cái thị trấn mọi người. Thì cái Ine này nó nằm cách Kyoto là 130 km. Nó thuộc một cái thị trấn nha. Đường ở ngoài hả? Đây, đây cái gì? Thì bây giờ nước lớn không người, nước cạn thì nó có một cái đường thẳng từ ngang này bãi cát mọi người, ngang dọc của bên kia luôn. Đúng thật, mua cái gấp 100 yên này gấp cái gì? Ừ, mua cái này yếu quá, cái lại dày kìa. Rồi mình đang ở trên cao mình nhìn xuống nha mọi người. Đấy. Là cái eo biển chạy dài qua bên kia. Chỗ kia là cái cửa biển. Ở bên đây cũng có một cái thị trấn về bên này nữa. Đấy. Sóng biển đánh dạt vào.
anh nhìn cái này giống ở Kobe á mọi người. Khá là dự định mình sẽ đi cái cáp treo kia nhưng mà bây giờ trễ quá rồi. Cáp treo chắc bây giờ cáp treo mọi người thấy là anh kia, nhưng bây giờ có lẽ là nghỉ ra sao đây này. Ngoài đây hơi gió mọi người. Đây là cái dải đất bồi nằm ở cái eo biển này, rất là gió, là cầu đi qua. Nhưng cái dải đất bồi này nó dài tới lít ngoài kia là ngoài lít ngoài đi hết chục đường này, nó dài lắm. Bên đây là cái cầu để ngắm ra biển nha. Thì có cái dải đất bồi ngoài đây thì mọi người sẽ ra ngoài đây đứng chơi. Thấy coi người ta câu cá mà người ta đứng dưới nước luôn á. Để bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái đằng xa xa người ta đang ngoài đó rất là nhiều luôn rồi. Mình sẽ đi ra ngoài đó coi thử ngoài đó nó có gì. Nhưng mình thấy ở mấy cái bìa này là hầu rất là nhiều, hầu nhiều lắm. Đấy, hơi sáng. Hầu cái khu này hầu rất là nhiều. Hầu tại vì nó có cái gành đá đó mọi người. Nè, này không thấy thấy không? Hầu này. Ở biển mà, biển này có hầu rất là nhiều. Nước này cũng rất là trong nha. Đấy. Chiều chiều người ta sẽ ra ngoài đây đi dạo mọi người. Ngoài này mát. Hôm nay đúng trời, thời tiết nắng đẹp. Ngoài kia, ngoài xa xa chỗ hướng tay mình chỉ á là đi ra cửa biển nha mọi người. Thì ở đây là cái eo biển nè. Nhưng mà có cái dải đất bồi này nổi tiếng. Có dải đất này mình có thể đá banh được nha. Yeah. Khá là đẹp. Bên này đứng ở lay trôi nè, đứng leo lên cái đất là đang chồng xuống. À, cái đường là chính là cái đường xe thẳng bên kia đấy. Ừ. Nhưng mà đâu có xe cho xe đi đâu. Đâu có cho xe đi đâu. Xe máy dưới là mưa dưới mà. À, chứ xe ô tô không đi được. Ở bên kia cũng rất là đẹp nhưng mà. Mình thấy leo lên trên đây mình sẽ nhìn xung quanh nha mọi người. À, mọi người thấy là cái đất bụi này là nó dài tít trên cái chỗ mấy cái nhà cao cao kia luôn rồi. Nhưng mà cái đường này là nó không có cho ô tô đi, chỉ xe máy dưới 125. Ok thì chào mọi người, thì video tới đây cũng hơi dài rồi, mình xin kết thúc video cho mọi người. Thì video hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người là một cái vịnh biển ở Kyoto nha mọi người, cách thành phố Kyoto khoảng 130m. Mọi người có thời gian thì tới đây tham quan du lịch, thì nó rất là nổi tiếng và rất cảnh rất là đẹp, nước ở trong, hải sản rất là tươi nha mọi người. Thì bye bye chào mọi người nhớ like subscribe kênh nha mọi người. Thì bye bye chào mọi người.